Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện ngũ hành tôi thiếu em của tác giả Tây Tử Tự. chương 103, Hiến Tế Cầu thang xoay tròn rất dài, như thể không có phần cuối. Chu Gia Ngư cảm thấy rất lạnh và rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có thể cứu được Lâm Trục Thủy, bước chân của hắn trở nên nhẹ nhàng hơn. Chờ ta lên tới là có thể cứu tiên sinh chu gia ngư nói với tế bát một lát nữa chúng ta có thể trở lại tế bát không đáp lại chỉ yên tĩnh nhìn chu gia ngư trong ánh mắt mang theo những cảm xúc phức tạp khó rõ chu gia ngư không biết mình đã leo bao lâu chỉ biết rằng khi cảm giác chân mình cứng ngắc hắn mới thấy ánh sáng trước mắt ánh sáng này không quá sáng nhưng đủ để chu gia ngư nhìn rõ cảnh vật trước mắt hắn đã đến một bình đài trên cùng bình đài không lớn chỉ đủ chỗ cho bốn năm người đứng thẳng. Biên giới được vây lại bằng hàng rào gỗ, không cần lo lắng ngã xuống. Tại trung tâm bình đài, có một khay tròn nổi lên. Chu Gia Ngư tiến vào, phát hiện trên khay tròn khắc hình hoa sen. Hình vẽ này hắn rất quen thuộc, giống với hình xăm trên eo của Lâm Trục Thủy. Chu Gia Ngư nhớ lời Lâm Trục Thủy từng nói, trong Phật giáo, hoa sen biểu trưng cho sự luân hồi, ngụ ý sự chuyển đổi giữa sống và chết trung tâm khay tròn có một hõm nhỏ bằng nắm tay chu gia ngư nghiên cứu một lúc xác định rằng hõm này là nơi đặt vật cực âm mà mạnh dương thiên đã nhắc tới tế bát hỏi chu gia ngư bên cạnh ngươi có vật gì cực âm không chu gia ngư mỉm cười chỉ vào chính mình còn có gì âm khí hơn ta tế bát sững sờ rồi hiểu ra ý định của chu gia ngư nói nhưng mà không có nhưng gì hết chu gia ngư nói nếu phải chết ta thà chọn cách chết này lâm trục thủy nhìn thấy tương lai của hắn thật đáng sợ chu gia ngư không thể tưởng tượng được sự đau khổ nào đã làm tình yêu của hắn dành cho lâm trục thủy dần mất đi thậm chí nói ra những lời tổn thương được thôi tế bát cũng không khuyên nữa đã chuẩn bị sẵn sàng chu gia ngư lấy dao găm không chút do dự cắt vào cánh tay mình máu tuôn ra chảy theo khay tròn vào trung tâm vòng tròn. Theo dòng chảy của máu, những hoa văn trên khay tròn bắt đầu hiển lộ, như những ngọn lửa vây quanh hoa sen, tạo nên một cảnh tượng sống động, tràn đầy sinh khí. Ầm ầm ầm, tiếng đá di chuyển vang lên từ dưới bàn, Chu Gia Ngư nhìn thấy Lâm Trục Thủy đang nằm trên hoa sen bình đài chậm chậm nâng lên, rõ ràng hành động của hắn đã có tác dụng. Quả nhiên là như vậy. Chu Gia Ngư vui mừng nói, lập tức tiên sinh có thể rời khỏi đó tế bát nói nhưng hoa sen đó còn cách bình đài gần nhất rất xa ngươi cần bao nhiêu máu để duy trì chu gia ngư chỉ có thể đáp bao nhiêu thì có bấy nhiêu tế bát ngồi xuống biểu hiện buồn bã chu gia ngư sống lại bao lâu tế bát đã ở bên hắn bao lâu giờ nhìn thấy sức sống của chu gia ngư dần mất đi nó thật không đành lòng cho nên tế bát tại sao ngươi muốn phục sinh ta chu gia ngư cảm thấy mình thật ngốc nếu bây giờ không nhận ra tế bát có vấn đề hình chim ba chân giống hệt tế bát trên quyển notebook và chu gia ngư được tế bát phục sinh rõ ràng tế bát không phải là vật bình thường bởi vì lâm trục thủy phải sống sót tế bát nói ta cần sức mạnh của hắn chu gia ngư hỏi ngươi và quyển notebook đó có quan hệ gì tế bát im lặng một lúc rồi trả lời mơ hồ đây là ta và thiên đạo đánh cờ chu gia ngư muốn hỏi thêm nhưng tế bát không muốn nói nữa máu tiếp tục chảy ra từ thân thể chu gia ngư vết thương trên cánh tay từ từ đông lại hắn cắn răng quyết tâm cắt thêm một đao trên cổ tay mình lần này hắn cắt sâu tới tận xương phát ra tiếng rít đau đớn thạch đài vẫn tiếp tục nâng lên nhưng tốc độ chậm chu gia ngư cảm thấy cơ thể mình yếu dần thậm chí không đứng nổi chỉ có thể quỳ trên mặt đất dựa vào hoa sen bàn đá giữ cho máu tiếp tục chảy xuống lạnh quá chu gia ngư lẩm bẩm đôi môi trắng bệch lạnh quá tế bát nhìn không đành lòng nói nhỏ chu gia ngư xin lỗi có gì mà xin lỗi chu gia ngư nói ta vốn là người chết người phục sinh ta ta đã là người may mắn giờ có thể dùng mạng mình cứu tiên sinh cũng coi như trả lại nợ hắn nhìn về phía dung nham nơi lâm trục thủy đang nằm ta chỉ không cam lòng không cam lòng không thể tiếp tục ở bên tiên sinh tế bát đột nhiên bắt đầu nức nở nước mắt từ hốc mắt của nó từng giọt một rơi xuống đập vào mai rùa ta cũng không muốn như vậy chu gia ngư ta cũng không muốn như vậy chu gia ngư không còn sức để an ủi tế bát hắn thậm chí cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn bệ đá vẫn đang thăng lên nhưng vẫn còn một đoạn nữa mới đạt đến phạm sáu an toàn mà mạnh dương thiên đã nói không được ta không còn nhiều máu nữa chu gia ngư khó nhọc nói làm sao bây giờ tế bát không thể nói thêm lời nước mắt thấm ướt lông chim làm cho nó trông thật thảm hại chu gia ngư nhìn cánh tay của mình chợt nghĩ ra điều gì ngoại trừ máu thứ khác có được không? hắn dùng dao cắt một ít tóc của mình ném vào sen chậu bên trong nhưng bệ đá vẫn không có gì thay đổi cũng không nhúc nhích tóc không được chu gia ngư tự hỏi vậy thịt thì sao tế bát đột nhiên trợn mắt lên trơ mắt nhìn chu gia ngư cắn răng tước một miếng thịt từ cánh tay mình hành động của hắn quả quyết như thể không cảm nhận được lưỡi dao sắc lướt qua thân thể chu gia ngư tế bát gào lên. Chu Gia Ngư lại mỉm cười, động rồi. Quả nhiên, bệ đá vốn thăng lên chậm chạp đột nhiên tăng tốc. Chu Gia Ngư đang muốn thở phào, nhưng lại thấy dung nham dưới thân lâm trục thủy đang dâng lên, nhiệt độ trong không gian chật hẹp này tăng cao đột ngột. Chu Gia Ngư lập tức nhận ra thời gian của mình sắp hết. Chu Gia Ngư cắn chặt răng, đưa dao găm tiếp tục vạch vào cánh tay mình. Từng khối huyết nhục rơi xuống cánh tay của Chu Gia Ngư lộ ra xương cốt. Hắn đau đớn run rẩy, mồ hôi lạnh ướt đẫm, nhưng tay nắm dao găm không hề run rẩy. Đau chết tiệt, Chu Gia Ngư yếu ớt chửi rủa, trước khi đến đây, đáng ra phải chém mạnh Dương Thiên khốn kiếp đó. Lâm Trục Thủy chắc chắn không tự nhiên nằm trên bệ đá đó, 89 phần 10 là do Mạnh Dương Thiên gây ra. Tế bát trong đầu Chu Gia Ngư lay động thân thể, nước mắt không ngừng chảy, không biết vì sao một con chim lại có tuyến nước mắt phát triển đến vậy. Bệ đá đã thăng lên 2 phần 3, khoảng cách đến bình đài càng ngày càng gần. Chu Gia Ngư đau đớn cực độ, gắt gao cắn chặt môi dưới, trong lúc bất chi bất giác, môi dưới của hắn đã bị cắn nát. Để phân tán sự chú ý của mình, Chu Gia Ngư cố tán gẫu với Tế Bát, nhưng nội dung cuộc trò chuyện lại làm Tế Bát khóc dữ dội hơn. Chu Gia Ngư nói, Ta hôm nay có lẽ sẽ chết ở đây, trước khi đi nên để lại gì cho tiên sinh." Mặc dù giọng nói của hắn như đùa giỡn, nhưng Tế Bát và Chu Giang Ngư đều biết rõ khả năng này không phải là lời đùa. Tế Bát chôn đầu trong lông chim, thân thể nhỏ bé run rẩy, không thể trả lời Chu Giang Ngư. Chu Giang Ngư suy nghĩ một chút, dùng ngón tay phải dính một ít máu tươi, vẽ một trái tim đơn sơ trên mặt đất rồi vẽ một con cá bên trái trái tim và viết chữ thủy bên phải. Thực ra hắn muốn viết rõ ràng chữ yêu, nhưng chữ đó quá phức tạp, tay hắn run rẩy không thể viết rõ được. Chữ yêu vốn rất phức tạp, Chu Gia Ngư cảm thấy có lẽ cả đời hắn chỉ có thể viết rõ ràng một lần. Dù chỉ là nét vẽ đơn sơ, nhưng chắc chắn tâm tình của hắn cũng có thể truyền đạt cho Lâm Trục Thủy. Nghĩ vậy, Chu Gia Ngư cảm thấy hài lòng bệ đá tiếp tục thăng lên, nhưng ý thức của Chu Gia Ngư càng lúc càng mơ hồ. Hắn dựa vào bệ đá, thân thể như một cỗ máy bị dỉ, càng lúc càng khó di chuyển. Khi ý thức bắt đầu mơ hồ, Chu Gia Ngư biết thời gian của mình không còn nhiều. Người ta thường nói trước khi chết, cuộc đời sẽ hiện ra như một cuộn phim. Nhưng Chu Gia Ngư không thấy gì cả, hắn quá mệt mỏi, vì để bệ đá thăng lên, hắn gần như đã trẻ cánh tay của mình thành bạch cốt để xác nhận lâm trục thủy an toàn chu gia ngư cố không ngủ gian nan mở mắt nhìn lâm trục thủy càng ngày càng gần càng ngày càng gần lúc này họ cách nhau rất xa chu gia ngư không thể nhìn rõ khuôn mặt của lâm trục thủy đó là điều duy nhất hắn tiếc nuối khi rời đi ngay khi ý thức của chu gia ngư sắp tan biến hắn cảm nhận được một luồng nhiệt độ nóng rực chưa từng có nhiệt độ đó từ từ bốc lên từ dưới đáy ban đầu hắn tưởng là nhiệt độ của dung nham, nhưng khi nhìn kỹ lại, nhận ra nhiệt độ đó đến từ lâm trục thủy. Lâm trục thủy bắt đầu bốc cháy. Ngọn lửa trên người hắn trở thành dòng chảy không ngừng, từ người hắn cuồn cuộn bốc lên, sau đó lan xuống bình đài. Chu gia ngư giật mình trước cảnh tượng này, lảo đảo bò một khoảng cách, dùng chút sức lực cuối cùng nhìn về phía lâm trục thủy. Tiên sinh, dù đã dùng hết sức, nhưng tiếng gọi tiên sinh của hắn vẫn nhỏ như tiếng mũi. Không thể làm Lâm Trục Thủy tỉnh lại. Tiên sinh, qua không khí vặn vẹo vì ngọn lửa, Chu Gia Ngư nhẹ nhàng vuốt ve đường viền của Lâm Trục Thủy, trong ánh mắt hắn tràn đầy tiếc nuối và không muốn xa rời, nơi sâu thẳm còn ẩn chứa nỗi đau đớn khôn nguôi. Khi phải đối diện với sinh ly tử biệt, Chu Gia Ngư mới nhận ra mình không hề hào hiệp như tưởng tượng. Hắn không nỡ rời xa Lâm Trục Thủy, không nỡ rời xa tất cả mọi người. Lâm Trục Thủy vốn kén ăn, nếu mình đi rồi, liệu hắn có tiếp tục kén chọn như trước? Tiểu chỉ vẫn chưa lớn, nếu mình đi, nó sẽ khóc đến đứt ruột gan không? Hắn còn chưa thấy Lâm Giác và Tiểu Kim bên nhau, chưa thấy thẩm nhất cùng yêu đương, và chưa thấy nhiều cảnh sắc của tương lai. Chu ra ngư đầu từ từ gục xuống, hai tiếng tiên sinh cuối cùng đã tiêu hao hết sức lực của hắn. Tiếng cười sắc bén của mạnh dương thiên vang lên, không biết từ lúc nào hắn đã tỉnh lại, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mắt. Hắn cười điên cuồng, trong mắt chảy ra nước mắt, mừng như điên sen lẫn sự giữ tợn, khiến người ta không phân biệt được tâm trạng thực sự của hắn. Mạnh Dương thiên lao về phía Lâm Trục Thủy, cầm quyển sổ đặt lên người Lâm Trục Thủy. Notebook tiếp xúc với ngọn lửa trên người Lâm Trục Thủy, từ từ bị thiêu đốt. Dù chậm chạp, nhưng trang sách dần dần hiện ra vết cháy đen ha ha ha, thiêu cháy, thiêu cháy đi. Mạnh dương thiên cuồng tiếu, đấm vào mặt đất, khiến da thịt máu me be bét, nhưng hắn không cảm nhận được gì. Tạm biệt, tạm biệt. Hắn quay đầu, nhìn về phía những thi thể. Những thi thể vốn dãy rủa nay bắt đầu chậm chạp, cơ thể dần bị cuồng phong ăn mòn, từng đống than đen rơi xuống, trên đất hiện ra vết đen. Bụi về bụi, đất trở về với đất. Giọng mạnh dương thiên trầm xuống, hắn ngồi dưới đất, nhìn những thi thể hóa thành than cho, ác mộng của mạnh gia rốt cuộc đã kết thúc. Ác mộng của mạnh gia bắt đầu từ quyển sổ, nay bút ký bị ngọn lửa trí dương của lâm trục thủy thiêu thành cho, vòng luân hồi kinh hoàng cũng kết thúc. Năm đó, khi mạnh gia cường thịnh, một tộc nhân tìm thấy quyển sổ thông hiểu tương lai, ghi lại toàn bộ tương lai của mạnh gia. Nhưng quyển sổ cũng ghi lại cách phục sinh người chết, làm các tộc nhân lo lắng. Mạnh Phụ cuối cùng sống sót, sinh ra Mạnh Dương Thiên và trao quyền sổ cho hắn, yêu cầu hắn phục sinh tộc nhân. Mạnh Dương Thiên, thiên tài, sau nhiều năm nghiên cứu, đã khởi động được trận pháp và phục sinh tộc nhân, nhưng họ trở thành những thi thể tiêu tan. Mạnh Dương Thiên từng thử nhiều cách, nhưng họ vẫn trở về hình dạng ban đầu, với chút ý thức mơ hồ. Hắn không dám tưởng tượng nếu mình bị phục sinh mà phát hiện mình thành như vậy, hắn sẽ tuyệt vọng thế nào hiểu rõ sự thật, Mạnh Dương Thiên nhận ra trận pháp này là lời nguyền, không phải phục sinh. Hắn muốn hủy quyển sổ, nhưng cần sự giúp đỡ của Lâm Trục Thủy và Chu Gia Ngư. Ha ha, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Hắn nói trong nước mắt, không rõ cảm ơn ai. Chu Gia Ngư cũng mơ hồ nghe thấy Mạnh Dương Thiên, nhưng đã vô lực suy nghĩ. Hắn dựa vào hàng rào, ánh mắt vô thần vẫn nhìn về phía Lâm Trục Thủy dung nham đang dâng lên không khí ngày càng nóng trong giây phút hấp hối chu gia ngư nghe thấy tiếng chim vang vọng tiếng hót dài uyển chuyển mà hắn chưa từng nghe như hồi quang phản chiếu tinh thần chu gia ngư đột nhiên khá hơn một chút hắn rõ ràng cảm giác có thứ gì đó từ cơ thể mình hút ra ngoài với một tiếng hót uyển chuyển chu gia ngư ngẩng đầu lên thấy một con chim lớn màu đỏ rực xuất hiện trước mặt mình Chim lớn tuy mang bộ lông đen, nhưng thiêu đốt chói mắt, ánh lửa chiếu sáng toàn bộ hang động. Nó kiêu ngạo, mắt đen lấp lánh, thần tình bể nghễ chúng sinh. Chim lớn này hoàn toàn khác với tế bát, nhưng Chu Gia Ngư nhận ra nó ngay, vì nó có ba móng màu vàng nhạt, và trong móng vuốt còn nắm một cái mai rùa. Chu Gia Ngư, một giọng nói vang lên, khác hẳn với giọng trong trẻo của tế bát, tràn đầy uy nghiêm. Cảm ơn ngươi. Chu Gia Ngư không thể nhúc nhích, cũng không thể nói, hắn đã mất quá nhiều máu. Đôi môi hắn trắng bệch, toàn thân như muốn tan biến dưới ánh lửa. Rồi hắn nghe thấy một âm thanh vỡ vụn, trong trẻo và sáu diệu, gợi lên trong hắn từ vận mệnh. Notebook trước người lâm trục thủy đã cháy gần hết, phát ra âm thanh này. Gió lớn đột ngột nổi lên trong hang động, tiếng gió rít lên như giận dữ. Làm can, tế bát gầm lên gió ngừng lại ngay lập tức tế bát nói cút đi ta đã thu hồi sức mạnh của mình ngươi còn dám động vào hắn không khí trở nên quái dị và yên tĩnh chu gia ngư thấy tế bát đứng trước mặt mình run rẩy đôi môi nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy tế bát nhìn thẳng vào mắt hắn nhẹ giọng nói xin lỗi ta không thể cứu ngươi ánh sáng còn lại trong mắt chu gia ngư mờ dần hắn đã cạn kiệt sức lực tế bát dường như muốn nói gì đó với hắn, nhưng hắn không còn nghe rõ. Chu Gia Ngư nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chim lớn nhìn Chu Gia Ngư một lát, rồi từ từ vung cánh, thân hình dần nhạt đi, biến mất khỏi nơi này. Mạnh Dương Thiên ngồi thẫn thờ, như con rối mất hết động lực. Trên đài sen, Lâm Trục Thủy khẽ cử động đôi mắt, rồi chậm rãi mở ra. Đôi mắt giờ đây không còn một tia hồng sắc, chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm như bóng đêm. Lâm Trục Thủy đứng lên, cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn thấy trên đỉnh đầu mình, một người ngả xuống ngoài bình đài. Đó là gương mặt quen thuộc, dù không gặp nhiều lần, nhưng đã khắc sâu trong trí nhớ hắn. Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy cảm thấy nỗi sợ hãi, giọng nói run rẩy. Chu Gia Ngư, hắn vội vã chạy lên cầu thang xoay tròn, như đang leo lên một tháp cao trên tháp đó cất giấu báu vật của hắn chu gia ngư tiếng hô của lâm trục thủy càng ngày càng gấp gáp cuối cùng hắn cũng đến nơi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt máu tươi đầy trên bình đài chu gia ngư nằm trên mặt đất đầu ngả ra ngoài như muốn nhìn thấy gì đó dưới chân bên cạnh hắn là đài sen lớn đẫm máu lâm trục thủy chỉ cần liếc mắt là hiểu ngay mọi chuyện hắn lảo đảo vài bước, cảm thấy bước chân chịu nặng, không thể di chuyển nổi. Chu gia ngư, giọng lâm trục thủy khàn khàn, mang theo sự bất lực. Hắn không hiểu tại sao sau giấc ngủ, mọi chuyện đã phát triển đến mức này. Hắn đã vắng mặt trong cảnh quan trọng nhất, bỏ lỡ khoảnh khắc cần có mặt nhất. Lâm trục thủy cuối cùng đến bên Chu gia ngư, quỳ xuống, lật ngửa cơ thể hắn, thấy tay trái của hắn đã biến thành bạch cốt trước mắt lâm trục thủy mờ đi, trước khi chết, tay phải Chu Gia Ngư vẫn nắm chặt dao găm, dính đầy máu thịt. Chu Gia Ngư, lâm trục thủy chạm vào cổ Chu Gia Ngư, không còn mạch đập nào. Hắn chậm rãi cúi xuống, tựa đầu lên thân thể Chu Gia Ngư. Rồi hắn thấy dòng chữ bằng máu bên cạnh Chu Gia Ngư, có hình trái tim, một con cá và chữ thủy. Nhưng con cá đã bị máu xóa nhòa, gần như không nhận ra lâm trục thủy ôm lấy chu gia ngư trong lòng trào dâng ý muốn nhảy xuống cùng hắn nhưng hắn nhịn được vì biết mạng mình là mạng chu gia ngư đổi lấy ngoan không sao rồi lâm trục thủy chậm rãi lau máu trên mặt chu gia ngư hôn lên đôi môi nhợt nhạt của hắn không sao rồi chúng ta về nhà hắn bế chu gia ngư lên từng bước một đi xuống cầu thang cả đời lâm trục thủy không phạm nhiều sai lầm nhưng hắn không ngờ, sai lầm lần này lại chí mạng đến vậy. Hắn đã đánh mất chú cá nhỏ của mình, và sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa. Chú cá ấy ngốc nghếch, không có ai bảo vệ, liệu có thể tìm được đường về nhà không? Khi rời khỏi nơi này, Lâm Trục Thủy ghé sát tai Chu Gia Ngư thì thầm, không sao, chờ ta một chút, ta sẽ nhanh chóng trở lại. Lúc này, Lâm Trục Thủy đã suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn không thể yên lòng, chỉ tiếc rằng không thể báo đáp được tấm lòng của Chu Gia Ngư. Chương 104: Gặp gỡ. Ngày 9 tháng Giêng, tuyết rơi dày. Thẩm Nhất cùng dậy rất sớm, ôm Tiểu Chỉ đi xuống lầu. Hôm nay, họ mời đầu bếp đến làm bữa sáng. Thường thì không ai ngoài họ được vào đây, nhưng vì sức khỏe của Chu Gia Ngư, họ đã phá lệ. Bữa sáng rất ngon, Thẩm Nhất cùng bĩu môi, thầm nghĩ rằng sắp đến Tết rồi nên làm vài bộ quần áo mới cho tiểu chỉ những người khác ngồi quanh bàn không nói gì biểu cảm của họ nặng nề và ngột ngạt như đang lo lắng điều gì đó thực ra thẩm nhất cùng cũng lo lắng nhưng hắn không muốn nói ra chu gia ngư từng nói miệng hắn đã khai quang nên hắn sợ nói gì sẽ thành sự thật ngày hôm nay có nhiều người tới đừng đứng ngoài cửa đợi thẩm nhất cùng sờ đầu tiểu chỉ bị người ta nhìn thấy sẽ làm họ sợ kể từ khi chu ra ngư lén đi mỗi ngày tiểu chỉ đều đứng chờ hắn ở cửa gần tết ngoài cửa nhiều người hơn bình thường tiểu chỉ dễ bị người ta nhìn thấy và gây hoang mang tiểu chỉ nghe vậy chậm rãi gật đầu đáp lại thầm nhất cùng ngoài cửa bỗng vang lên tiếng xe ô tô chạy vào mọi người đều sững sờ rồi đồng loạt đứng dậy chạy ra cửa họ thấy lâm trục thủy lái xe qua cửa sổ xe lờ mờ thấy bóng dáng ai đó, Lâm Trục Thủy. Tiên sinh, tiên sinh. Thẩm Nhất cùng mỉm cười khi thấy Lâm Trục Thủy, nghĩ rằng Chu Gia Ngư chắc chắn cũng trở về cùng, hai người chắc không sao. Những người khác cũng phản ứng giống hắn, nghĩ rằng Chu Gia Ngư chắc chắn trở về. Phản ứng này kéo dài đến khi Lâm Trục Thủy và Lâm Giác xuống xe, họ không thấy Chu Gia Ngư. Lâm Giác trông tiểu tụy vô cùng mắt sưng húp mặt trắng bệch như đã khóc rất nhiều lâm trục thủy đứng bên cạnh cô mặt không biểu cảm mái tóc đen dài giờ đã bạc hắn tỏa ra từng đợt lạnh lẽo thẩm nhất cùng nhìn thấy ngay lập tức nhận ra luồng khí ấm áp chu gia ngư mang đến cho lâm trục thủy đã biến mất điều này làm thẩm nhất cùng hoảng sợ tay ôm tiểu chỉ cũng bắt đầu run rẩy không ai dám hỏi chu gia ngư sao rồi mọi người mơ hồ cảm thấy điều gì đó không ổn chiếc xe phía sau lâm trục thủy cũng lái vào sân mọi người nhìn thấy xe đó đều rơi vào im lặng sâu hơn đó là xe tang tiểu chỉ tỉnh táo kéo ống tay áo thẩm nhất cùng hỏi ba ba đâu ba ba đâu thẩm nhất cùng môi run run không nói được lời nào hắn muốn cười muốn nói đùa nhưng cố gắng rất lâu cũng không thể nói ra một chữ hắn lần đầu tiên sợ hãi như vậy xe tang dừng lại, Lâm Trục Thủy bước tới, kéo cửa xe, cẩn thận lấy ra một chiếc quan tài băng, sau đó chậm rãi cúi xuống, áp mặt vào, nhẹ giọng nói, ra ngư, chúng ta về nhà. Tiểu chỉ ngơ ngác kêu lên, ba ba. Nó dễ dụa muốn nhảy ra khỏi lòng thầm nhất cùng, nhưng sức mạnh của nó quá lớn. Tiểu chỉ chạy tới bên Lâm Trục Thủy, kêu ba ba, ba ba, rồi trèo lên quan tài băng. Ba ba. Qua lớp kính, Tiểu Chỉ thấy Chu Gia Ngư. Nó chưa hiểu rõ về cái chết, nghĩ rằng Chu Gia Ngư đang ngủ, liền đưa tay nhỏ vuốt ve, "Ba ba, ngươi tỉnh lại đi, ba ba, là Tiểu Chỉ đây." Nhưng Chu Gia Ngư không trả lời. Tiểu Chỉ quay đầu, nhìn Lâm Trục Thủy, "Đại ba ba, ba ba tại sao không để ý tới ta, ta muốn hắn ôm Tiểu Chỉ." Lâm Trục Thủy đưa tay xoa đầu Tiểu Chỉ, nói, "Xin lỗi, Tiểu Chỉ." ta đã đánh mất hắn rồi. Tiểu chỉ đứng im, không hiểu lời lâm trục thủy. Nhưng mọi người xung quanh hiểu. Người đầu tiên không kìm được là lâm giác, cô bắt đầu khụy xuống, như không thể chịu nổi trọng lượng của mình. Tiếng khóc nức nở nhỏ vụn phát ra từ cổ họng cô, như đẫm máu và nước mắt. Thẩm nhất cùng cũng rơi nước mắt, hắn chậm chậm đi đến bên quan tài băng, thấy Chu Gia Ngư nằm bên trong. Cơ thể Chu Gia Ngư được bảo quản tốt, như đang ngủ, lông mi dài in bóng đen, đôi môi mất hết sắc hồng, làn da trở nên trong suốt. Thẩm Nhất cùng bỗng nhiên cảm thấy hận chính mình, tại sao lại gọi Chu Gia Ngư là Quán Nhi, một biệt danh vốn là để đùa vui, giờ đây lại trở thành một cái tên đau lòng. Nước mắt từng giọt rơi xuống, Thẩm Nhất cùng cảm thấy nghẹn ngào. Hắn đã trải qua nhiều lần sinh tử, nhưng chưa từng trải qua sự chia ly người trở về thẩm nhất cùng khẽ nói người làm sao mới trở về tất cả mọi người đều im lặng không khí dường như ngưng động những việc xảy ra sau đó thẩm nhất cùng như đang sống trong trạng thái mơ hồ hắn thấy lâm trục thủy mang chu gia ngư về nhà nhưng vẫn có cảm giác không thực hắn luôn cảm thấy chu gia ngư sẽ trở về sẽ cười gọi hắn là hắc tử sẽ mặc tạp dề nấu canh sẽ ôm tiểu hoàng mà vuốt ve nhẹ nhàng nhưng tất cả đều đã mất tiểu hoàng trầm mặc ngồi trên ghế sofa dựa vào tiểu chỉ trong phòng không ai nói chuyện không ai nhúc nhích mọi người đều đang cố gắng tiêu hóa sự thật đau lòng này làm sao mà nói không sẽ không có đây thẩm mộ tứ lẩm bẩm thẩm nhất cùng lặng lẽ ngồi trên đệm ghế sofa không nói một lời vài ngày sau lâm trục thủy tự mình tổ chức tang lễ cho chu gia ngư Thẩm Nhất cùng nghĩ rằng Lâm Trục Thủy sẽ không thể chịu đựng nổi, nhưng không ngờ từ đầu đến cuối, Lâm Trục Thủy vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đáng sợ, điều này khiến Thẩm Nhất cùng lo sợ cho sự bùng nổ của Lâm Trục Thủy sau này. Mọi việc liên quan đến Chu Gia Ngư đều do Lâm Trục Thủy tự tay làm, từ thay áo thỏ, trang điểm, thắp lửa, thậm chí đưa Chu Gia Ngư vào lò hỏa táng. Khi thực hiện bước cuối cùng, Lâm Trục Thủy mở mắt ra, để lộ đôi mắt đen thẳm. Đây là lần đầu tiên thẩm nhất cùng thấy Lâm Trục Thủy mở mắt, trong ánh mắt ấy chứa đầy sự dịu dàng vô tận. Lâm Trục Thủy hôn nhẹ lên môi Chu Gia Ngư, thì thầm vài lời bên tai, rồi mỉm cười. Nụ cười của Lâm Trục Thủy khiến thẩm nhất cùng lạnh cả người, hắn chậm rãi bước đến bên cạnh Lâm Giác, hỏi khẽ, sư bá, tiên sinh không sao chứ. Lâm Giác mặc một bộ đồ trắng tinh khôi, trên đầu cũng cài một đóa hoa trắng. Sau sự việc này, cô trông như mất đi một phần sức sống, nụ cười trên mặt nhạt dần, ít nói hẳn. ừm, lâm giác đáp, không có chuyện gì. ánh mắt cô nhàn nhạt, dừng lại ở lò hỏa táng đang bốc cháy. ta cũng đã trải qua, chẳng phải ta vẫn sống được sao? cô viền mắt đỏ hoe, huống hồ tính tình của trục thủy, nếu hắn đã quyết định, ta làm sao có thể khuyên được? khi cô nói những lời này, tiểu kim long đứng bên cạnh, biểu hiện u ám. Không biết làm sao để an ủi Lâm Giác. Bên ngoài, trời vốn trong sáng, bỗng bắt đầu tuyết rơi dày. Lâm Trục Thủy tự mình chọn bia mộ cho Chu Gia Ngư, vị trí phong thủy rất tốt. Thẩm Nhất cùng thấy Lâm Trục Thủy chậm rãi đặt bình cho cốt vào trong mộ, thần sắc dịu dàng đến cực điểm. Thẩm Nhất cùng nhận ra trên bia mộ đã khắc tên Lâm Trục Thủy và Chu Gia Ngư, rõ ràng Lâm Trục Thủy đã quyết định sẽ được chôn cùng Chu Gia Ngư nhưng thẩm nhất cùng chú ý một chi tiết làm hắn khủng hoảng. Hai cái tên trên bia mộ đều được khảm vàng, vốn chỉ dùng cho người đã qua đời. Lâm giác không hề ngạc nhiên, biểu hiện hờ hững, ánh mắt nhìn xa xăm. Khi cô chôn cất người yêu năm đó, không ai biết cô đã dựa vào gì để vượt qua. Tang lễ diễn ra rất yên tĩnh, không ai nói chuyện, bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ. Tiểu chỉ giấu trong túi thẩm nhất cùng, giờ đã hiểu thế nào là cái chết người mà nó luôn nhớ nhung sẽ không bao giờ trở về mà đã đi đến một thế giới khác mọi thứ kết thúc mọi người trở về nhà lâm trục thủy trong phòng nói với họ một số điều thẩm nhất cùng nghe nhưng lòng đầy hoảng loạn hắn nói tiên sinh lâm trục thủy dường như biết hắn muốn nói gì giơ tay ra hiệu hắn không cần nói thẩm nhất cùng chỉ biết im lặng tay nắm chặt thành quả đấm móng tay cắm vào lòng bàn tay hắn không phải chu gia ngư không có cách nào thay đổi quyết định của lâm trục thủy chỉ có thể nhìn mọi thứ từ từ sụp đổ chu gia ngư đột ngột ra đi rút đi phần lớn sức sống trong căn nhà không khí trong nhà trở nên đặc biệt u ám và đầy tử khí thẩm nhất cùng bắt đầu trở nên bận rộn hắn đã theo thầy lâm trục thủy nhiều năm giờ là lúc đi ra ngoài rèn luyện một mình lâm trục thủy hành tung thay đổi thất thường gần như không thể nhìn thấy bóng dáng hắn ở nhà hắn dường như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng không ai biết đó là gì thẩm nhất cùng mỗi ngày đều lo sợ nghe tin lâm trục thủy qua đời nhưng khi một ngày nào đó hắn gặp lại lâm trục thủy sau một thời gian dài cảm giác như cái chết là sự giải thoát cho lâm trục thủy lâm trục thủy tóc đã bạc phơ ngồi trên ghế trong phòng khách tay cầm một tách trà nóng nghe thấy tiếng thẩm nhất cùng bước vào hắn ngước mắt lên, liếc nhìn hờ hững. Đôi mắt đen của hắn, vốn dĩ rất đẹp, giờ đây lại như mặt hồ bị đông cứng, chỉ còn lại sự tĩnh mịch và giá lạnh. Hắn nhìn thẩm nhất cùng, nhưng dường như không thấy hắn, lạnh lùng rời ánh mắt đi và hỏi, chuyện gì? Lòng thẩm nhất cùng trầm xuống, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của Lâm Trục Thủy. Trước đây, dù Lâm Trục Thủy lạnh lùng bề ngoài, nhưng linh hồn vẫn có nhiệt độ giờ đây người trước mặt hắn đã lạnh đến tận xương tùy tiên sinh ta dự định đi du lịch thẩm nhất cùng nói có thể sẽ đi mấy năm lâm trục thủy ừ một tiếng nói ngươi đi đi thẩm nhất cùng ngập ngừng tiên sinh lâm trục thủy chậm rãi nhấp một miếng trà nhàn nhạt, nhạt nói nếu ngươi định khuyên ta thì đừng nói nữa ta rất rõ mình đang làm gì thẩm nhất cùng lặng thinh chỉ có thể cười khổ và quay người đi. Không có nước, cá không thể sống, không có cá, nước trở thành ao tù. Hắn ở đó, nhưng lại như đã biến mất. Thẩm nhất cùng rời khỏi nhà lâm, bắt đầu một mình lữ hành. Nếu có thể, hắn muốn là một đứa trẻ mãi mãi, nhưng con người nhất định phải trưởng thành, dù quá trình có đau khổ thế nào. Thẩm nhất cùng luôn nghĩ rằng lần tới khi nhận được tin từ sư huynh, đó sẽ là tin về cái chết của Lâm Trục Thủy, và hắn đã chuẩn bị tâm lý cho điều đó nhiều lần. Nhưng khi hắn vừa thoát khỏi một nơi nguy hiểm, nhận được cuộc gọi từ sư huynh, lại nghe thấy sư huynh nói một câu, chúng ta đã tìm thấy Chu Gia Ngư rồi. Cái gì? Tìm thấy Chu Gia Ngư? Thẩm nhất cùng kinh ngạc. Chính xác như lời ta nói, người nhanh chóng trở về, sư huynh kích động thẩm nhất cùng hoàn toàn không hiểu sư huynh muốn nói gì nhưng nghe lời đó nghĩ rằng sẽ không đũa giỡn về chu gia ngư liền vội vàng trở về nhà sau đó hắn thật sự gặp lại chu gia ngư trước kia chu gia ngư là người theo chủ nghĩa duy vật tin rằng cái chết là sự nghỉ ngơi vĩnh viễn nhưng sau khi gặp lâm trục thủy và trải qua những chuyện đó hắn bắt đầu suy nghĩ về những truyền thuyết như mạnh bà trông như thế nào liệu có thật sự uống mạnh bà thang đi qua cầu Nại Hà, có thật sẽ quên đi mọi thứ hay không? Khi mở mắt ra và nhìn thấy ánh sáng, cả người Chu Gia Ngư đều sững sờ. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Một giọng nói đầy kích động vang lên, đầu óc Chu Gia Ngư mở mịt, không thể suy nghĩ, cảm giác mình như một khúc gỗ cứng nhắc nằm trên giường, không thể nhúc nhích. Màu trắng của trần nhà, màu trắng của vách tường và mùi nước khử trùng trong không khí tất cả đều nói cho chu gia ngư biết rằng hắn đang nằm trong bệnh viện bác sĩ vội vã chạy tới bên tai chu gia ngư lại vang lên giọng nói gần như mừng đến phát khóc tỉnh rồi tỉnh rồi chu gia ngư quay đầu nhìn thấy bên giường mình có một cô gái bụng to mặt đầy nước mắt nhìn hắn vui mừng ngươi là ai chu gia ngư khó khăn mở miệng giọng nhỏ yếu như tiếng mũi chu gia ngư là ta nha May mắn cô gái vẫn nghe rõ, tiến đến bên tai hắn nói, ngươi tỉnh rồi, con của chúng ta sắp sinh. Chu ra ngư, hắn bối rối một lúc, rồi phản ứng, con của chúng ta. Thật sao? Đầu óc hắn rối loạn như bị đổ hồ rán. Đúng vậy, cô gái nói, ngươi sờ thử xem. Chu ra ngư chậm rãi đưa tay sờ. Cô gái cười, vui không? Chu ra ngư ngơ ngác gật đầu. Ha 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 ha, ngốc thật, ngươi không nhớ gì sao? Cô gái cười rơi nước mắt, ta không phải bạn gái ngươi, ngươi đã hôn mê hơn ba năm, sao có con được? Chu gia ngư đầu óc vẫn chỉ độn, không thể hoàn toàn hiểu được lời cô gái nói, chỉ biết một sự thật, đứa bé kia không phải con mình, hắn hơi thất vọng, lẩm bẩm, ta cảm thấy mình nên có con. Cô gái lại cười to, ngươi lấy đâu ra con, chẳng lẽ là mơ sinh ra? Chu Gia Ngư cảm thấy oan ức. Vì ngủ quá lâu, thân thể và trí nhớ của Chu Gia Ngư đều rất yếu. Sau này nhờ mọi người nhắc nhở, hắn mới biết mình đã gặp tai nạn xe cộ 3 năm trước, từ đó luôn hôn mê. Bác sĩ từng nói cơ hội tỉnh lại rất thấp, không ngờ sau thời gian dài như vậy, hắn thực sự tỉnh lại. Tuy nhiên, Chu Gia Ngư hoàn toàn không nhớ rõ những chuyện trước kia. Trong đầu hắn rất hỗn loạn, luôn cảm giác mình đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng, nên cố gắng nhớ lại. Nhưng bạn hắn nói không cần gấp gáp, hắn chỉ là một người đàn ông độc thân không lo lắng gì, nếu đã quên thì cứ để quên đi, ngược lại có thể bắt đầu lại từ đầu. Chu Gia Ngư có ba người bạn thân, hai nam và một nữ. Trong đó, có một đôi là tình nhân và cô gái vừa mới mang thai. Họ đã quen biết nhau từ nhỏ và tình cảm luôn rất tốt khi chu gia ngư gặp nạn họ chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ hắn chu gia ngư rất cảm kích tuy nhiên vì nằm trên giường quá lâu cơ thể của chu gia ngư đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trước hết là sự yếu đuối tay chân rất yếu ớt ngay cả đứng lên cũng khó khăn bệnh nhân sẽ phải trải qua quá trình phục hồi rất khó khăn bác sĩ nói cần có ý chí mạnh mẽ mặc dù bác sĩ nói vậy chu gia ngư vẫn cắn răng kiên trì muốn nhanh chóng phục hồi cơ thể và tìm lại ký ức đã mất hắn luôn cảm giác mình đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng quá trình phục hồi thực sự rất đau đớn những đoạn đường mà người khác có thể đi trong vài giây chu gia ngư phải mất vài chục phút thân thể hắn không thể thích nghi với việc vận động chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến hắn đổ mồ hôi nhễ nhải chân hắn cũng bị teo cơ trên cột sống còn có một vết thương lớn do tai nạn xe trông rất ghê rợn những người bạn thân đã kết hôn và có gia đình riêng nhưng cứ cách ba bốn ngày họ lại đến thăm chu gia ngư tình cảm của họ thực sự rất tốt chu gia ngư biết từ họ rằng tất cả đều xuất thân từ cùng một cô nhi viện coi nhau như anh chị em ruột thịt chu gia ngư luôn chăm sóc họ nên khi hắn gặp tai nạn họ quyết định bảo vệ hắn trong vụ tai nạn xe đó ba người đã chết tất cả đều là đồng nghiệp của chu gia ngư còn hắn bị thương nặng nhưng may mắn sống sót thật may mắn cho ta chu gia ngư nói thật sự ta không có bạn gái sao cô gái mang thai cười tại sao ngươi cứ hỏi câu này mãi người mơ thấy giấc mơ kỳ lạ nào sao ngươi đương nhiên không có bạn gái vì ngươi yêu thích nam giới mà chu gia ngư hắn kinh ngạc bạn hắn nói rất bình thản rõ ràng không phải đang nói đùa vì vậy chu gia ngư bắt đầu suy nghĩ về giới tính của mình liệu có phải mình thực sự yêu thích nam giới sự nghi hoặc kéo dài cho đến một ngày nọ ngày hôm đó trời nắng đẹp chu gia ngư vừa làm xong buổi phục hồi chức năng được bạn đẩy xe ra ngoài đi dạo bạn hắn nói muốn đi vệ sinh liền để hắn một mình trong vườn hoa chu gia ngư ngồi dưới gốc cây nhắm mắt lại chập mắt, nghe tiếng gió thổi qua tán cây, rồi từ từ ngủ thiếp đi. Mãi cho đến khi bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, hắn mới mở mắt, lầm bầm, ngươi trở về rồi. Ta đã trở về, giọng nói khàn khàn đáp lại hắn. Chu Gia Ngư mở mắt ra, thấy một người đàn ông đẹp trai. Người đàn ông có gương mặt thanh tú, mái tóc dài trắng buộc sau đầu, trên người tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng của đàn hương đôi mắt đen của anh ta nhìn hắn với sự ôn nhu trái tim chu gia ngư bất ngờ đập nhanh nhớ lại lời bạn nói rằng hắn thích nam giới lúc này hắn tin chắc điều đó và người trước mặt chính là người hắn yêu xin chào chu gia ngư lắp bắp ta ta có gặp ngươi ở đâu đó chưa người đàn ông nhíu mày biểu lộ một vẻ mặt sâu xa chu gia ngư cảm thấy sợ hãi chậm rãi đẩy xe lăn lùi lại nhưng hắn không nỡ lùi quá xa chỉ có thể ngẩng đầu lên và nhỏ giọng hỏi ngươi có việc gì không tại sao ngươi lại nhìn ta như vậy người đàn ông bất ngờ khom người xuống ôm chặt lấy hắn sức mạnh của anh ta lớn đến mức như muốn nghiền nát chu gia ngư khiến hắn không dám cử động chỉ có thể co do như một con chim cút lúc này hắn thấy một tờ giấy màu trắng từ túi của người đàn ông nhô ra chu gia ngư đầu tiên nghĩ mình hoa mắt nhưng tờ giấy kia thật sự bò lên đầu người đàn ông và bắt đầu hưng phấn. Ba ba, ba ba. Tờ giấy dùng giọng điệu sắc bén kêu lên. Chu Gia Ngư cảm giác như tam quan của mình đang sụp đổ, thậm chí nghi ngờ mình chưa tỉnh lại từ trong mơ. Quá gầy, người đàn ông nói nhỏ, đặt cầm lên vai Chu Gia Ngư. Sau này sẽ nuôi ngươi mập hơn một chút. Chu Gia Ngư không dám nhúc nhích, cẩn thận hỏi, ngài có phải nhận nhầm người không? Câu hỏi này làm người đàn ông nổi giận, hơi thở của hắn trở nên nóng nảy. Hắn nắm chặt cầm Chu Gia Ngư, ngươi có biết ta đã tìm ngươi bao lâu không? Chu Gia Ngư mờ mịt. Người đàn ông không nói thêm lời nào, chỉ cúi xuống hôn Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư không tự chủ được bám vào vai người đàn ông. Cảm giác này rất quen thuộc, khiến hắn cảm thấy mình đã từng yêu người đàn ông này từ lâu. Ta tìm ngươi đã lâu, người đàn ông nói ta chỉ biết ngươi tên chu gia ngư không biết ngươi là nam hay nữ sống hay chết chu gia ngư bị hôn đến thở dốc mắt bắt đầu chảy nước mắt vì thiếu dưỡng khí nhìn ánh mắt hung tàn của người đàn ông mà sợ hãi nhưng cuối cùng ta cũng tìm được ngươi người đàn ông nói ta đã sắp không chịu nổi nói xong hắn bế chu gia ngư lên mặc cho hắn kinh ngạc kêu lên và mang hắn rời khỏi bệnh viện Chu Gia Ngư dẫy rụa, thậm chí định kêu cứu, nhưng dưới ánh mắt hung tợn của người đàn ông, hắn đành ngoan ngoãn như một con chim cút. Ta đã làm gì khiến người ta giận dữ thế này? Chu Gia Ngư nghĩ thầm, làm sao người này lại gầy như vậy? Liệu có liên quan gì đến ta không? Xe chạy vút ra khỏi bệnh viện, Chu Gia Ngư dè dặt đề nghị gọi điện cho bạn mình. Người đàn ông ném điện thoại cho hắn, Chu Gia Ngư nói, mật mã là gì? người đàn ông nói một con số chu gia ngư hỏi ồ tại sao lại là sinh nhật của ta người đàn ông cười lạnh chúng ta đã có con với nhau tại sao không thể dùng sinh nhật của ngươi chu gia ngư hắn yên lặng nhìn lên thấy trên đầu mình có một tờ giấy trắng vẫn đang quấn quít mái tóc cái này là người đàn ông nói người ghét nó sao tờ giấy trắng đột nhiên dừng lại cúi đầu xuống ba ba Người ghét bỏ tiểu chỉ sao? Đối mặt với ánh mắt chỉ trích của tờ giấy trắng, Chu Gia Ngư ngay lập tức lo lắng. Không, không, ta rất vui mừng. Người đàn ông và tờ giấy trắng lúc này mới tỏ ra hài lòng. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.